Xin chào các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Thì trong video này mình sẽ xin cập nhật chính sách giá của Hyundai Creta. Thì như các bạn đã biết, thông tin mới đây nhất thì là Creta đã tăng giá do chính sách giá của nhà máy. Cũng là do chiếc xe có cái rất là nhiều ưu điểm, rất phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Và nó là một chiếc xe được ưa chuộng trong phân khúc gầm cao của xe hạng B. Thì hôm nay trong video này mình xin cập nhật cái bảng hàng và mức giá của Hyundai Creta cập nhật mới cho các bạn. Thì đây là bản cao cấp 2 tông. Thì trước kia thì có giá là niêm yết là 735 triệu. Thì hiện tại giá niêm yết của xe đã lên đến, đó là 745 triệu, tăng 10 triệu. Nhưng mà chính sách giá của đại lý thì bên mình đang được hỗ trợ, đang hỗ trợ tốt cho khách hàng ở mức giá là 718 triệu thôi, nghĩa là đang được giảm khoảng 20 triệu, đang được giảm khoảng 27 triệu đó. Thì về công nghệ nổi bật của Hyundai Creta thì về 4 bản, ba bản đều có cảm biến áp suất lốp, rồi có màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, nó là 12,5 inch, kèm bản đồ định vị dẫn đường của Hyundai phát triển cho thị trường Việt Nam. Ở trên phiên bản cao cấp này thì cũng có hệ thống Hyundai Smart Sense. Rồi hệ thống Hyundai Smart Sense thì sẽ có hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù trên gương. Ở đây còn có thông gió ghế và thông gió làm mát ghế trên phiên bản cao cấp của hàng ghế phía trước. Đó. Nãy mình đang nói chính sách giá thì về phiên bản cao cấp rồi, cao cấp 2 tông thì là 718, còn cao cấp 1 tông thì cũng đang bán với giá là 718 triệu và giá niêm yết của bản cao cấp 1 tông thì là 740 triệu. Ở trên phiên bản đặc biệt thì cũng tăng giá lên là 690 triệu thay vì 670 triệu như cái thời điểm trước. Thì hiện tại bản đặc biệt thì bên mình đang bán nguyên giá là 690 triệu, tại vì là lượng xe khan hàng không có nhiều. Bản tiêu chuẩn thì bên mình đang bán với giá là 640 triệu bằng với giá niêm yết. Thì mình nghĩ hiện tại mình đang có Hyundai Creta bản cao cấp màu trắng và một tông và màu trắng trần đen hai tông thì cũng sẵn xe và ở mức cái tầm giá khá là tốt. Thì các bạn có thể là thay vì mua bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt, thì các bạn có thể lựa chọn bản cao cấp này thì đang được ưu đãi khá là nhiều. Thì chúng ta cũng sẽ có những cái công nghệ nổi bật như là đèn pha cốt full led này, cảm biến áp suất lốp, rồi những công nghệ Hyundai Smart Sense mình vừa trình bày, rồi cụm đèn hậu dạng led đó. Và bản này mình cá nhân mình thấy là nó cũng rất là cá tính và trẻ trung, thể thao đó. Thì sắp tới thì mình nhận được thông tin từ nhà máy thì Hyundai Creta sẽ về ít hơn và sẽ nhường chỗ cho những cái dòng xe sẽ về ít số lượng hơn, và chiếc xe 7 chỗ sắp chuẩn bị được ra mắt là Hyundai Stargazer được về nhiều hơn một chút, và Hyundai Elantra cũng vậy. Cho nên là các bạn hãy nhanh chóng, nếu mà muốn mua Creta thì hãy liên hệ với số điện thoại mình để trên màn hình để nhận được những cái mức giá kịp thời và ưu đãi tốt nhất cho thời điểm hiện tại. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Thì các bạn xin vòng liên hệ với số điện thoại để được tư vấn. Mình xin chào và hẹn gặp lại.